chào và cảm ơn bà con và quý khán giả đang xem bản tin 365 ngày chuyển động ngày cuối năm. Người người nhà nhà nô nức đón xuân, kỳ vọng năm mới mua thưởng giỗ quà, làm ăn phát đạt. Nhật Minh, Quỳnh Như, thay mặt các đồng nghiệp của chúng tôi đang thực hiện chương trình kính chúc sức khỏe bà con nông dân. Những ngày cuối năm, việc mua bán tất bật để kịp hết hàng cùng gia đình ăn Tết là cảm giác của nhiều người. Không khí mua bán trúng giá hay thất mùa sẽ được truyền tải đến bà con ngay sau phần điểm tin. Súp lơ baby được ưa chuộng, da dương Lâm Đồng được mùa, được giá. Kiển hồng môn cho giá trị cao ở Di Linh, nhất là mùa Tết. Rảo quanh chợ nông thôn, ngày cuối năm ở Hậu Giang, sức mua năm nay có tăng mạnh không? Một năm nhìn lại, nông nghiệp Lâm Đồng có gì nổi bật để hướng đến nền nông nghiệp sạch, an toàn? Thì giải pháp cụ thể sẽ được người đứng đầu ngành nông nghiệp tỉnh cho biết trong tiểu mục nông nghiệp trên đường phát triển. Súp lơ baby còn gọi là bông cải xanh baby là loại rau được ưa chuộng tại Lâm Đồng và nhiều người tiêu dùng của cả nước cũng rất thích loại rau này trong thời gian qua. Súp lơ rất giàu vitamin, chế biến nhiều món ăn nhưng người tiêu dùng cũng ngán ngại sợ những loại này sẽ có phun nhiều thuốc trừ sâu. Điều đó thì chị Quỳnh Như cũng như là quý khán giả hãy yên tâm vì thời gian qua nông dân Lâm Đồng đã mạnh dạn đầu tư cho loại cây trồng này theo hướng công nghệ cao, sử dụng phân bón hữu cơ và chế phẩm sinh học. Tiền bỏ ra đầu tư cao nhưng bù lại thời gian canh tác ngắn, lợi nhuận cao. Loại rau này cần được trồng trong nhà kính, có lưới dây quanh và không dùng phân bón hóa học mà phải bón phân hữu cơ. Nếu cây bị sâu bệnh thì chỉ được dùng chế phẩm sinh học để bảo vệ. Có thể nói đây là loại rau sạch nên thu hút được sự quan tâm của người tiêu dùng. Súp lơ baby sau khi trồng 2 tháng rưỡi sẽ cho thu hoạch và thời gian thu hoạch kéo dài lên đến 5 đến 6 tháng. Bình quân mỗi sào lơ baby mỗi tháng cho thu khoảng 1 tấn thành phẩm, mang về khoản lợi nhuận lên tới 25 triệu đồng một sào. Thời điểm hiện tại, phục vụ cho nhu cầu trong dịp Tết Nguyên đán, súp lơ baby tại vườn có giá lên đến 60.000 đồng một ký, giúp người nông dân canh tác loại cây trồng này có một khoản lợi nhuận khá lớn trong dịp Tết. Xứ sở rau hoa Đà Lạt cung cấp hàng đi cả nước, Tết là dịp cao điểm nên không khí mua bán tất bật lắm. Nhưng còn các tỉnh không phải là thế mạnh cây rau hoa công nghệ cao thì không khí bán hàng như thế nào? Nhìn vào sức mua và xu hướng chọn hàng của người tiêu dùng, chúng ta hoàn toàn đánh giá được thị trường nông sản của nông dân năm nay trúng giá hay ế hàng. 28, 29, 30 Tết đó chính là thời điểm mua hàng sôi động nhất của người dân. Ai cũng chọn cho mình những mặt hàng ưng ý. Nông dân thì cũng tranh thủ bán hàng để kịp hết hàng về ăn Tết với gia đình. Những ngày cuối năm, phóng viên chương trình cùng đi chợ nông thôn và một số siêu thị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang khảo sát cho thấy hàng nông sản năm nay có giá cả nhiều loại tăng cao. Như giá thịt heo tại chợ thì tăng từ 5.000 đến 7.000 đồng một ký. Giá heo hơi tại chuồng là 52.000 đồng một ký, mức giá cao nhất từ trước đến nay. Giá cao nhưng sức mua không giảm vì ai cũng tranh thủ kho một nồi thịt cúng tổ tiên ông bà. Theo các tiểu thương, giá này sẽ ổn định không lên nữa. Bên cạnh thịt heo thì các loại rau củ quả cũng tăng giá từ 5 cho đến 10.000 đồng một ký. Do mưa bão nên sản lượng rau về các chợ giảm 20% so với trước. Người mua có vẻ hơi ngán ngẩm tiền mua rau nhưng không lo thiếu hàng. Không khí mua sắm cuối năm tại các chợ quê của tỉnh Hậu Giang Tết này ghi nhận niềm vui của người trồng dưa hấu. Vì năm nay dưa hấu trúng mánh có giá cao, dưa dài từ 8.000 đến 10.000 đồng một ký, dưa chân khoảng 200.000 đồng một cặp, cao hơn 20% so với mọi năm. Thực phẩm tươi sống có truy xuất nguồn gốc tại các siêu thị sức mua tăng mạnh như thịt heo, bò, trứng. Mỗi ngày siêu thị bán được khoảng 500 ký thịt, tăng hơn 5 lần so với các năm trước. Quý khán giả thân mến, nếu ai đã lỡ yêu mến đất và người Hậu Giang rồi, thì chúng tôi tin chắc chắn là quý khán giả sẽ biết đến một loài vật nuôi đặc sản của nơi này thôi. Tết này, các vật nuôi này rất hút hàng, được nông dân mua bán bằng cách nhận đơn đặt hàng và vận chuyển giao hàng bằng xe hoặc là các dịch vụ khác. Nhưng đó là đặc sản gì? Anh Nhật Minh cứ úp mở mở. Theo Quỳnh Như đó chính là ba ba đúng không? Vâng, đúng rồi đó chị Quỳnh Như. Ba ba và cô Đinh là những vật nuôi có tiếng với số lượng cũng khá lớn ở huyện Phụng Hiệp và rải rác ở một số huyện nữa của tỉnh Hậu Giang. Người tiêu dùng không ngần ngại bỏ ra tiền triệu để mua làm quà Tết hoặc chế biến phục vụ khách hàng. Giá như thế nào thì mời Quỳnh Như cũng như là bà con quý khán giả chúng ta cùng theo dõi ngay sau đây. Theo ghi nhận tại các cơ sở nuôi cua đinh và ba ba tại huyện Phụng Hiệp, hiện nay rất hút hàng do người mua tăng. Theo đó, cua đinh thịt giá từ 700 đến 800 ngàn đồng một ký, ba ba loại 1 giá 350 ngàn đồng, ba ba loại 2 giá 250 ngàn đồng. Mức giá này cao hơn ngày thường khoảng 5%. Dù chưa phải cao điểm của Tết, nhưng kể từ ngày đưa ông Táo về trời, mặt hàng này được thương lái đặt mua để bán cho khách làm quà Tết
và các quán ăn, nhà hàng tại thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội. Theo các hộ nuôi, năm nay là người dân tại các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang đến đặt hàng ba ba và cua đinh tại Hậu Giang khá nhiều. Đây là một tín hiệu phấn khởi cho người dân trước thềm năm mới. Mỗi năm, đại diện là một linh vật. Năm 2019 là linh vật con heo. Những chú heo uổng yển đáng yêu được tạo tác với những biểu cảm khác nhau ra đời phục vụ thị hiếu tâm linh của người dân. Thế thì không biết năm nay chị Quỳnh Như cũng như là quý khán giả chúng ta mong cầu điều gì và xem có linh nghiệm hay không nhé. Quỳnh Như thì chỉ mong có nhiều sức khỏe, mọi người nhà nhà làm ăn thuận lợi, bình an và hạnh phúc thôi. Dần vậy thì với những chú heo được khắc lên trái dưa hấu như thế này thì sao? Dưa hấu là biểu tượng may mắn vì ruột màu đỏ, còn những chú heo là linh vật của năm rất dễ thương. Tôi đã đọc ở đâu đó rằng quan niệm của người Hàn Quốc cho rằng năm 2019, năm heo vàng, heo được xem là người bảo vệ tránh kẻ gian. Vậy thì khi khắc hình lên dưa hấu như thế này, tôi nghĩ người tạo tác ra nó cũng nghiên cứu thị trường, đánh trúng tâm lý khách hàng. Dưa khắc chữ giá dao động từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng một trái, tùy chữ ít hay nhiều, thường là chữ tài lộc phú quý. Với các hình cầu kỳ và đẹp hơn như cá chép, hình thần tài hay hình ông thọ thì giá từ 400.000 đồng đến 500.000 đồng một trái. Đặc biệt năm nay để chào đón năm heo vàng Kỷ Hợi, các nghệ nhân đã tung ra thị trường dưa khắc hình heo vàng độc đáo với giá 500.000 đồng đến 600.000 đồng một trái. Lý do giá hơi cao là vì dưa điêu khắc nghệ thuật bằng tay chứ không có khuôn, kỳ công hơn. Loại dưa thực hiện điêu khắc nghệ thuật là loại trái tròn, vỏ dày, có nguồn gốc từ Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Trung bình mỗi trái nặng từ 6 đến 8 kg, đặc biệt có những trái lên đến cả 10 kg. Những trái dưa hấu hút hàng nhất là dưa hấu khắc hình linh vật như cá chép, rồng, phượng, 12 con giáp. Năm nay là dưa hấu hình heo. Ở đầu chương trình, chúng tôi nhận được thông tin từ phóng viên là giá súp lơ baby hút hàng và dường có lợi nhuận Tết này. Nhưng còn sản phẩm nào của tỉnh Lâm Đồng có giá trị cao giúp cho nông dân thấy được triển vọng thời gian tới hay không? Ngành nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng có những kế hoạch, giải pháp cụ thể nào cho việc sản xuất và tiêu thụ nông sản? Ngay bây giờ thì Quỳnh Như mời bà con và quý khán giả tiếp tục theo dõi chương trình. Rau thì không bao giờ là thiếu ở Lâm Đồng cả, nhưng mà sự khác biệt của rau Lâm Đồng và rau ở các nơi khác thì cần so sánh. Rau sản xuất tại Lâm Đồng sẽ xanh tốt, có một số loại ở những nơi khác thì không sản xuất được. Gần đây, nhà vườn sản xuất rau công nghệ cao có quy mô hơn nên là công việc chăm sóc cũng có nhiều thay đổi. Có phải chị Quỳnh Như đang muốn nhắc đến diện tích hơn 20 hectare rau thương phẩm đã được trồng tập trung tại xã Đạ Cờ Nàng, huyện Đam Rông? Đây được xem là một trong những vườn trồng rau tập trung quy mô lớn đầu tiên được thực hiện trên địa bàn xã Đạ Cờ Nàng nói riêng và huyện nghèo Đam Rông nói chung hay không? Và thông tin này vừa rồi được phóng viên chương trình ghi nhận, những nơi hẻo lánh vùng sâu vùng xa mà bà con nông dân đã biết chuyển nhận thức trong sản xuất là một điều đáng ghi nhận. Thực tế những năm qua, việc trồng rau thương phẩm trên địa bàn xã Đạ Cờ Nàng nói riêng và huyện Đam Rông nói chung đã được thực hiện, nhưng chủ yếu là ở quy mô nhỏ lẻ, chưa thật sự mang lại hiệu quả kinh tế cao. Do vậy, nếu có những thị trường tiêu thụ sản phẩm ổn định, những mô hình trồng rau thương phẩm tập trung quy mô lớn được nhân rộng tại xã Đạ Cờ Nàng và các địa phương khác cũng sẽ góp phần tạo thế đa cây trồng và mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế đối với những nông dân tại địa phương. Còn Hồng Môn đang là định hướng đầu tư mà nông dân huyện Di Linh hướng tới. Mặc dù loại hoa này được trồng ở Di Linh từ nhiều năm về trước, nhưng đến nay phong trào trồng Hồng Môn mới được nông dân chú trọng. Vì sao lại có muộn như thế này thì điều này cũng là một sự tính toán rất là hợp lý của nông dân. Ngày xưa cà phê còn giá xuất khẩu thuận lợi thì trồng Hồng Môn sẽ không có lợi nhuận bằng. Nhưng nay đầu tư thêm loại Hồng Môn thay vì chỉ chuyên cây cà phê thì có thể làm giàu nhiều cách hơn. Theo nhiều nông dân, nếu đầu tư bài bản và cây trồng không bị nhiễm bệnh thì một sào Hồng Môn có giá trị kinh tế bằng 1 hectare cà phê. Được biết, điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu ở Di Linh rất thích hợp để trồng loại hoa này. Mặc dù chi phí đầu tư ban đầu rất cao, mỗi sào khoảng 500 triệu đồng, nhưng thời gian thu hồi vốn khá nhanh. Nếu cùng một chi phí đầu tư, trồng cà phê phải mất 10 năm mới hoàn vốn, thì trồng hoa Hồng Môn chỉ mất khoảng 3 năm là đã hoàn vốn, vì giá trị kinh tế mà hoa Hồng Môn mang lại trên cùng một đơn vị diện tích cao hơn hẳn cây cà phê. Kính thưa bà con, tỉnh Lâm Đồng phát triển nông nghiệp theo hướng đa cây, đa con và kiên định mục tiêu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp 4.0, hiện nay đang dẫn đầu cả nước về diện tích trên 50.000 hectare. Sản xuất gắn với tiêu thụ, tìm đầu ra cũng là những giải pháp tỉnh đang thực hiện. Tuy nhiên, cái gì cũng bắt đầu phải có thách thức.
Những điểm nổi bật đạt được trong năm 2018 sẽ là đòn bẩy cho tỉnh tiếp tục thực hiện mục tiêu nông nghiệp sạch, nông nghiệp không hóa chất trong tương lai. Mà trước mắt năm 2019, tỉnh đã có những giải pháp cụ thể. Phóng viên Kiều Oanh đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng. Mời quý khán giả và bà con nông dân theo dõi. Bà con nông dân và các bạn thân mến, năm 2018 được coi là một năm khá thành công của ngành nông nghiệp Lâm Đồng, đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp thông minh. Vậy chúng ta đã đạt được những thành quả như thế nào? Mời bà con và các bạn cùng gặp gỡ với ông Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng. Vâng, xin chào ông. Thưa ông có thể cho đánh giá và nhận xét về những thành quả mà ngành nông nghiệp của chúng ta đã đạt được trong năm vừa qua, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao? Vừa rồi hội nghị tỉnh ủy cũng như hội đồng nhân dân tỉnh họp kỳ họp cuối năm cũng đã đánh giá không riêng gì nông nghiệp công nghệ cao mà ngành nông nghiệp Lâm Đồng năm nay cũng khá thành công. Với 10 cái chỉ tiêu mà tỉnh giao thì nó đạt và vượt 10 chỉ tiêu, ví dụ là cái tốc độ tăng trưởng, độ che phủ rừng và diện tích sản xuất nông nghiệp công nghệ cao vân vân, hay diện tích được tưới, rồi số xã hoàn thành cái nông thôn mới thì đều là đạt và vượt. Riêng về vấn đề nông nghiệp công nghệ cao thì trong nội dung nghị quyết 05 của tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững và hiện đại thì đã xác định hai vấn đề chủ lực ở đây là xây dựng nông thôn mới và đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Từ năm 2018 chúng tôi đã đẩy mạnh cái phát triển nông nghiệp công nghệ cao theo hướng về chất lượng, kể cả chất lượng, kể cả số lượng. Hiện nay chúng ta trong nghị quyết của đại hội thì chúng ta đến năm 2020 thì chúng ta phấn đấu đến 20% diện tích, thì hiện nay chúng ta 54.000 thì chúng ta đã đạt là 17%, còn 3% là về cái số lượng là chúng ta đạt. Và về chất lượng thì hiện nay rất nhiều doanh nghiệp đã ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao theo cái hướng thông minh. Hiện nay đã có khoảng 15 doanh nghiệp ứng dụng nông nghiệp cao theo hướng thông minh, tạo ra các cái sản phẩm, tạo ra cái cuộc cách mạng trong cái hiệu quả sản xuất và cái giá trị lao động trong nông nghiệp. Rồi đối với cái hướng là sản xuất nông nghiệp hữu cơ, hiện nay cũng ở tỉnh ta cũng đã có 5 doanh nghiệp được chứng nhận cái nông nghiệp hữu cơ. Vâng, thưa ông, trong năm 2018 thì chúng ta đã nghe rất nhiều đến cụm từ nông nghiệp không hóa chất, nông nghiệp sạch hay nông nghiệp hữu cơ. Vậy thì trong năm 2019, ngành nông nghiệp sẽ triển khai chương trình này như thế nào? Xã hội tiến bộ thì ai cũng nghĩ đến sức khỏe và cũng nghĩ đến là cái chất lượng sản phẩm. Mà chất lượng sản phẩm thì nghĩ đến là cái nền nông nghiệp sạch, nông nghiệp không hóa chất, thì có nghĩa rằng cái sản xuất nông nghiệp hữu cơ thì chỉ có nông nghiệp không hóa chất, công nghiệp sạch thôi. Thế còn nếu chúng ta hiện nay chúng ta đang làm theo một số cái tiêu chuẩn của Việt Nam, rồi tiêu chuẩn của quốc tế, thí dụ như là cái Việt Gap, thí dụ như cái Global Gap, thì hiện nay chúng ta vẫn phải dùng hóa chất nhưng mà tạo ra các sản phẩm an toàn với sức khỏe con người. Bước cao hơn nữa, chúng ta sản xuất cái hữu cơ là không hóa chất để hỗ trợ cái phát triển nông nghiệp hữu cơ. Theo tôi thì ở Lâm Đồng chúng ta cũng mới bước đầu là phát triển, nhưng mà hiện nay đã có 5 doanh nghiệp được chứng nhận là cái sản xuất nông nghiệp hữu cơ, thì chúng tôi có xây dựng một cái đề án để phát triển cái nông nghiệp hữu cơ, mà trước mắt là tập trung vào quy hoạch lại những cái vùng nào có thể sản xuất được nông nghiệp hữu cơ. Đối với cái sản xuất nông nghiệp hữu cơ trồng trọt, đối với chăn nuôi thì những loại cây là loại gia súc nào, thì hiện nay chúng ta cũng có một cái doanh nghiệp về bò sữa. Cái việc nữa là sản xuất nông nghiệp cơ thì chắc chắn rằng á, là cái giá thành sẽ cao hơn cái sản xuất bình thường, cho nên phải tận dụng cái sự tiên phong của doanh nghiệp. Chứ nông dân thì rất là khó tiên phong của doanh nghiệp. Cái thứ hai là quảng cáo tốt, tiêu thụ cái sản phẩm với cái giá sản phẩm đúng nghĩa của nó thì mới phát triển được. Thì hai cái vấn đề chúng tôi sẽ triển khai, đẩy mạnh triển khai trong năm 2019. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông. Cuối năm là lúc nhìn lại mình được gì và chưa được gì để rút kinh nghiệm, và nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng đã cho thấy nhiều tiềm năng. Hy vọng với những kỳ vọng và niềm tin của ngành và những cái bắt tay giữa doanh nghiệp, chính quyền và nông dân càng chặt hơn. Kính chúc bà con luôn dồi dào sức khỏe, hăng say sản xuất. Hẹn gặp lại bà con và quý khán giả trong bản tin ngày mai, bản tin ngày đầu năm mới. Bây giờ thì xin kính chào tạm biệt.